nông dân chế máy phun thuốc thay thế 20 nhân công. Tại Nhơn Trạch, Đồng Nai, máy phun thuốc đa năng cho cây mì, sắn do nhóm nông dân ở huyện Nhơn Trạch chế tạo. Máy có thể thay thế 20 nhân công khi làm trên diện tích 20 ha trong một ngày. Cái việc mà phun tay thì nó gây ra cái độc hại cho cái người phun thuốc rất là cao. Thì tôi mới nghĩ ra là cần phải chế những cái máy móc nào đó nó cao hơn cây mì. Thì cũng may mắn là tôi cũng gặp được các cái anh kỹ thuật để có thể là chế tác ra một cái máy để phục vụ cho chiên cái cây mì này. Cái công năng của nó là nó phun thuốc, phun phân. Thì nếu trong một ngày mà điều kiện thuận lợi nhất vừa là thời tiết chuẩn bị nước thì nó có khả năng là nó phun tới 20 hết. Máy có khung gầm 1,75m, hệ thống 6 bánh, 3 bồn chứa có dung tích 900 lít với hệ thống tay phun dài 12m cùng 12 tay phun. Máy được thiết kế và hoàn thiện trong 4 tháng. Chỉ cần một anh công nhân có thể xử lý cái máy này. Thì cũng lên mình mở công tắc đề 3 cái máy. Cái thứ hai điều khiển cái cần để mà phun tưới thì cũng bằng một cái cần điều khiển. Có thể là mở cần tưới ra hoặc là có thể khép nó lại cũng như một chiếc máy cày thông thường thôi. Phải sáng tạo ra, mình phải vẽ, mình phải tính toán trước mà để sử dụng cho nó đảm bảo lâu dài. Khó khăn nhất là phải tính toán cái độ cao cho nó thuận lợi. Phun từ trên xuống, phun dưới, phun lên vẫn được. 4 pha hoàn thành xong rồi thì nó phải có trục trặc thì mình phải khắc phục lại trong khoảng 20 ngày. Từ cái ý tưởng mà để hiện thực nó thì đúng là cả một cái vấn đề. Nhưng mà khi mà làm ra được rồi á, thì cảm thấy là nó phục vụ được cho cái người nông dân rất là tốt. Thì mình sẽ sẵn sàng để đăng ký bản quyền để nhân rộng cái mô hình này lên cho phục vụ cho bà con chiên về trồng mì.